chặt nữa đi Thư. Chặt được không? Chặt em đi anh. Thắng nữa rồi. Chơi thôi nào. Mời em xong được rồi. Thôi. Bắt em đi anh. Chặt được không? Bắt em đi anh. Chặt được không? Em không có rồi. Thôi. Em tha cho đó. Trời ơi trời. Xanh được không anh? Có chiến luôn. Đánh đi cưng. Thôi. Đỡ đi cưng. Bắt em đi anh. Lại bị bắt nữa rồi. Còn không?
Đánh đi cưng. Chán thế. Có chiến luôn. Đánh đi cưng. Em không có rồi. Em không có rồi. Em tha cho đó. Thua rồi. Em không có rồi. Có chiến luôn. Em tha cho đó. Em không có rồi. Tí nữa thì thắng rồi. Em tha cho đó. Em không có rồi. Em không có rồi. Đánh đi cưng. Em không có rồi. Đánh đi cưng. Chán thế. Đánh đi cưng.
Tiếp luôn đi anh. Còn không? Có chiến luôn. Chặt em đi anh. Chặt em đi anh. Đánh đi cưng. Đánh đi cưng. Đánh đi cưng. Tí nữa thì thắng rồi. Có chiến luôn. Em không có rồi. Có chiến luôn. Đánh đi cưng. Đánh đi cưng. Thôi. Xui quá.